Hello cô chú anh chị và các bạn. Ba Chi mới về hồi khuya hôm qua luôn nè cô chú. Chi sáng ra nó ngủ dậy nó thấy ba nó đang làm việc nè. Chi đã chuẩn bị xong hết rồi, chuẩn bị đi học nè cô chú. Nó bấm mong men lại, ba muốn ôm ba đó. Để coi ba nói cái gì nha. Right. Come on then, babe. Let's get you to school. How are you doing this morning? Happy to see you. Chup chup. Yatai! Papa, yatai, yatai! Morning, chicken. Nó thấy chưa? Oh. Biết lắm mà, thế nào cũng leo lên mà. Ủa? Ba ba của mẹ mà. All right, sweetheart. Come on, let's get you to school because Daddy got... Xin chào ông bà cô chú ơi. Nó lớn rồi. Come on then babe, come put your shoes on. Xin chào ông bà cô chú. Rồi con lấy giày mang vô. Chị uống sữa lẹ lên con. Chị uống sữa xong rồi một hồi nó chút đi lên trường, ăn sáng lên trường đó cô chú. Rồi xong chưa? Rồi đánh răng. Chị nó ăn chocolate ha, cái gì mà nó bẹt vô cái trường đang thui luôn kìa, thấy ghê kìa. Mẹ đã mà chocolate bread. Is she ready now? Put it. Right, come on then. Đánh ngang lẹ con. Bye Chi. Chị đi học rồi cô chú ơi, sáng nay ba Chi á một chút xíu nữa là có cuộc họp sớm cho nên là chở chị đi học sớm xong rồi đi về. Không có kịp nói chào cô chú, ông bà cô chú đi học luôn. Bây giờ Kim sẽ làm đồ ăn sáng cho ba Chi nè cô chú ơi. Hôm nay Kim sẽ làm thịt xông khói và trứng chiên với bánh mì nướng nè. Bánh mì này thì Kim đã quét bơ lên rồi. Và cho thịt xông khói và trứng với lại cho một ít nước sốt barbecue lên nữa là ăn đó mọi người. Cái bánh mì này nướng đó, nó giòn lắm cô chú anh chị. Bây giờ cắt ra xong như vậy là đã sẵn sàng rồi đó mọi người. Xin mời cô chú anh chị và các bạn bữa sáng nha. Thank you, darling. You're welcome. Enjoy. Got any sauce on it? Yep. Okay, thanks. Ba Chi đang đi tìm mua cái lò nướng mới nè cô chú. Cái lò nướng cũ bị hư rồi. Cái đèn thì nó tắt mà tự nhiên sao hôm qua mình bật lên đó, nó không có chạy nữa mà mở cái lò nướng lên là cả cái nguồn điện ở trong nhà tắt hết luôn. Cho nên là bây giờ phải vô đây hỏi người ta tư vấn với lại tìm cái lò nướng mới. Cái lò nướng ở nhà mình chỉ mới mua có hơn 2 năm thôi đó các bạn, mà giờ nó đã hư rồi đó. Với lại lúc nãy mình cũng có tìm thẻ nhớ cho cái máy ảnh, cái camera của mình hôm bữa mua mà cái thẻ nhớ cũ sao nó bị hư rồi không có quay được nữa. Mà bây giờ vô đây tìm, đây là một cái cửa hàng bán đồ điện máy, điện tử rất là lớn luôn mà không có cái thẻ nhớ luôn các bạn, hết trơn thẻ nhớ luôn rồi. Có mấy cái đồ nướng bánh mì này đẹp quá nè mọi người. Mấy cái ấm nấu nước này cũng, cái màu cũng đẹp nữa nè. Cái lò nướng này lớn quá trời luôn, ở dưới đây có hai cánh cửa luôn. Dạ trên đây có 6 bếp ga luôn nè mọi người. Đây có 2 ngăn. Đây.
Lớn quá trời lớn luôn. Cái này khi nào mà mình nướng cái nào lớn nhiều á thì mình để bên cái lớn này nè. Còn cái nào mà mình xài mình nướng ít quá, mình nướng ít ha, thì mình để bên đây để đỡ tốn điện á các bạn. Đây cái này cũng vậy nè. Cái này tới 2.399 luôn. Là 70 mấy triệu đó các bạn. Quá trời, cái này để làm gì đây ta? Nhiều khi nó hiện đại quá mình cũng không biết đó mọi người. Cái này bếp điện nè, bếp điện rẻ hơn nè, có 800 mấy thôi. One in, but I think we're gonna be okay. Just gotta put order on. Trời mưa rồi cô chú ơi. Mưa âm u. Mưa. Bây giờ mình sẽ đi qua chỗ khác mua thẻ nhớ xong rồi về đón Chi Chi cô chú. Đón Chi Chi xong rồi sẽ đi mua đồ ăn. Tại vì ở nhà mình ở trong tủ lạnh toàn là đồ ăn nấu bằng lò nướng không à. Cho nên là cái lò nướng hư rồi bây giờ không có nấu ăn gì được hết trơn á. Mà mình mua cái lò thì phải mấy ngày nữa người ta mới giao tới lận. Đây là cái tiệm bán khoai tây nè mọi người, bây giờ vô đây mua khoai tây Chi Chi nè. Chi Chi, Chi Chi. Cái gì? Chúng ở đâu vậy? Chị vô chưa, cái gì đòi đòi cái cục kẹo rồi nè cô chú ơi. Chị nói không? Ở đây có nhiều món ăn lắm nha các bạn. Ngoài fish and chips ra thì có cơm chiên, mì xào, hamburger, đủ thứ hết. Khi nào mình kêu thì người ta mới làm, cho nên còn nóng mọi người. Cái tiệm này nhỏ lắm mọi người, giống như cái cửa hàng bán đồ mang đi á, cái quán bán đồ mang đi á, nhỏ hả. Đây này cô chú, có cá với khoai tây chiên nè. Của Chi thì có khoai tây chiên với lại xúc xích, một cái xúc xích quá trời bự luôn. Đây là cái món ăn nổi tiếng của người Anh nè các bạn. Mời cô chú anh chị và các bạn nha.